Xin cảm ơn thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng Việt TV và tiếp theo sau đây sẽ là phần tin Việt Nam với Julie. Nhật Bản viện trợ Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam sáng ngày 25 tháng 6 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo Nhật Bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca. Hiện chưa rõ lô vaccine này sẽ về trong thời gian nào. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Nhật đã viện trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine AstraZeneca. Vaccine có tên Varia Intramuscular Injection, tên khác là COVID-19 vaccine AstraZeneca Injection. Dung dịch tiêm bắp một lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0.5ml. Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine COVID-19. Cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Lô vaccine phân bổ chủ yếu đến thành phố Sài Gòn, tiêm các nhóm ưu tiên diện rộng. Sài Gòn đang khai triển tiêm số vaccine này trong một chiến dịch tiêm chủng trên cả nước lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến sáng ngày 25 tháng 6, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 4.5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2.5 triệu liều do COVAX hỗ trợ. Nhưng 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, gần 1 triệu liều do Nhật Bản tặng và 500.000 liều do Trung Cộng tặng. Bộ Y tế Việt Nam sáng ngày 25 tháng 6 cũng thông báo tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.92 triệu liều. Trong số đó, người được tiêm đủ 2 mũi là 143.121 người. Việt Nam không phân biệt đối xử với người nước ngoài khi tiêm vaccine COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 24 tháng 6 khi được hỏi về ý kiến cho rằng Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bà Hằng nói rằng Việt Nam đã tạo điều kiện và tiêm chủng miễn phí cho hơn 600 thành viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và thân nhân. Hiện Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế để thu xếp tiêm vaccine cho hơn 50 phóng viên và trợ lý báo chí với các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam ngay vào đầu tuần tới. Và xin khẳng định Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm chủng khi Việt Nam tiếp nhận thêm vaccine phòng COVID-19 và hướng đến mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh. Và trong khi đó, nhà chức trách thành phố Sài Gòn cho biết là tốc độ tiêm chủng mà họ đưa ra ban đầu cho hơn 800.000 liều vaccine cho các nhóm ưu tiên tại đây đã bị chậm đi đáng kể. Được biết, thành phố Sài Gòn đặt mục tiêu tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 mỗi ngày, song sau 4 ngày triển khai thì mới tiêm được hơn 100.000 liều. Và tức là mục tiêu tiêm chủng thần tốc mà giới chức y tế thành phố đưa ra ngày 19 tháng 6, theo đó sẽ tiêm hết 836.000 liều vaccine được phía Nhật tặng trong vòng 5 đến 7 ngày và đã chỉ thực hiện được có 11%. Như vậy, so với kế hoạch thì Sài Gòn cần phải tiêm hơn 700.000 liều nữa trong 4 ngày còn lại. Và theo Trung tâm về COVID-19 của Đại học Johns Hopkins của Hoa Kỳ, thì cho biết đến ngày 24 tháng 6, Việt Nam đã tiêm được 2.626.337 liều vaccine và 137.682 người đã được tiêm chủng đầy đủ và chiếm khoảng 0.14% dân số. Và dữ liệu của trung tâm này cho thấy đây là một tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm thấp nhất của khu vực Đông Nam Á. Áp thuế hơn 200%, Việt Nam vẫn là thị trường béo bở cho xe siêu sang. Áp nhiều loại thuế hơn 220%, nhưng Việt Nam vẫn là thị trường siêu xe hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Các cảng Hải Phòng, Sài Gòn là nơi thường xuyên xuất hiện những mẫu siêu xe hàng chục tỷ đồng. Những thương hiệu xe sang tại Việt Nam hiện có đủ loại như Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, McLaren, Bugatti, rồi đến các thương hiệu xe sang cao cấp như Maybach, Aston Martin hay Range Rover, Lexus, Audi, Mercedes, BMW. Theo tin của Tổng cục Hải quan, xe siêu sang được nhập về Sài Gòn là các mẫu xe mới 100%, ít có xe qua sử dụng nhập cảng theo diện ngoại giao hoặc xe cũ, kể cả xe nhập diện hạn ngạch cho phép. Điều này hoàn toàn khác so với những năm trước đây khi xe sang, siêu xe được nhập cảng bởi khá nhiều nơi, trong đó có cảng Hải Phòng, cảng Đà Nẵng, gây khó khăn cho quản lý thuế. Bởi có hiện tượng nhập cảng xe diện biếu tặng, xe xuất ngoại giao,
nhưng sau khi làm các thủ tục trót lọt đã thương mại hóa. Hiện nay, giới chơi xe tại Sài Gòn có nhiều xe siêu sang nhất, trong đó chủ yếu là xe 2-4 chỗ của các thương hiệu Ferrari, Lamborghini, McLaren. Những mẫu xe này hiện có giá bán không dưới 10 tỷ đồng mỗi chiếc tại Việt Nam. Việt Nam đang trên lộ trình cắt giảm thuế nhập cảng theo các hiệp định thương mại tự do với các đối tác lớn Âu Châu. Thuế suất sẽ giảm dần xuống dưới 50% trong năm 2025 và bỏ hoàn toàn vào năm 2030. Lúc đó chắc chắn thị trường siêu xe tại Việt Nam sẽ bùng nổ do mức thu nhập của giới siêu giàu tại Việt Nam được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới. Hơn 570 hecta dừa ở Bến Tre bị sâu đầu đen phá hoại và 574 hecta dừa ở tại 6 địa phương và tỉnh Bến Tre bị sâu đầu đen phá hoại, trong đó đã có hàng chục hecta vườn dừa bị đốn bỏ đi. Hiện tại, hôm nay, ông Võ Văn Nam là chi cục trưởng trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre, cho biết là diện tích dừa sâu gây hại ở 6 địa phương gồm Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại và thành phố Bến Tre. Riêng huyện Chợ Lách thì có diện tích nhiễm cao nhất 194 hecta. Và theo ông Nam, nguyên nhân diện tích vườn dừa bị sâu gây hại tăng đột biến là một số địa phương thống kê chậm và nông dân và cán bộ địa phương chưa quan tâm phòng trừ, do tại một số địa bàn cây dừa không phải là nguồn thu nhập chính. Và ông cũng cho hay là việc thực hiện các giải pháp diệt sâu thời gian qua đã cho hiệu quả, với một số vườn thí điểm phun thuốc diệt sâu bằng các chế phẩm mà có nguồn gốc thực vật. Hiệu quả 60-90% và đang tiếp tục phun đợt 2 để giảm thiểu khả năng tái nhiễm. Do cây dừa cao, trồng dày nên gây khó khăn trong quá trình xịt thuốc. Và ngoài ra việc thiếu nhân công phun thuốc, mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Và ông Nam còn cho biết là chi cục cũng phối hợp với Đại học Nông Lâm Sài Gòn cùng với các biện pháp sinh học như thả ong ký sinh và bỏ đuôi kiềm diệt sâu. Và với cách này thì tại một số vườn dừa ở Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre thì mức độ sâu gây hại có giảm và chưa lây lan sang các vùng lân cận. Tuyên bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc. Sau 45 vụ sạt lở, 100 nhà dân phải di dời. Chính quyền tỉnh An Giang đã tuyên bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ đông sông Châu Đốc tại ấp An Thành, thị trấn An Phú. Quyết định trong Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang ban hành ngày 24 tháng 6. Theo đó, tính từ năm 2018, đến 9 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn trong các vụ sạt lở ở sông Châu Đốc. Gần đây, ngày 5 tháng 6, sụt lún kéo dài 70 mét ăn sâu vào nền đất 15 mét, làm sụp một phần 8 căn nhà và nhiều căn nguy cơ tiếp tục bị cuốn trôi. Tại vị trí công bố tình huống khẩn cấp, kết quả đo đạc phát hiện hố sâu bất thường, địa hình đáy sông dạng chữ U. Phía bờ đối diện đang bồi lắng mạnh sạt lở tại bờ lõm của đoạn cong. Nguyên nhân sạt lở được xác định do địa hình khu vực này nằm trên đoạn gấp khúc của sông, dòng chảy uốn cong gây xâm thực mạnh và tạo mái bờ dốc đứng dạng hàm ếch, đồng thời ghe tàu chạy tạo nên sóng gây bào mòn chân bờ. Theo dự đoán, đoạn đường bờ dài 550 m từ cửa hàng vật liệu Nguyên Phát đến nhà máy nước đá Tân Long Hưng, thị trấn An Phú, nguy cơ xảy ra sạt lở trong thời gian tới, đe dọa đến an toàn tỉnh lộ 957. Đây là lần thứ 3 trong tháng 6, An Giang ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông. Trước đó, ngày 2 tháng 6 và 16 tháng 6, tỉnh công bố tương tự sau khi sông Ông Chưởng qua huyện Chợ Mới bị sạt lở. Tính từ đầu năm đến nay, xảy ra 25 vụ sạt lở tại các huyện An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Phú và thành phố Long Xuyên. Người dân phường 9, quận Tân Bình, Sài Gòn phản đối vì Mặt trận Tổ quốc không góp gì mà cũng đem băng rôn đến treo. Ngày 24 tháng 6, cư dân của chung cư Useful, phường 9, quận Tân Bình, Sài Gòn đã từ chối cho Mặt trận Tổ quốc phường treo băng rôn vì cho rằng tổ chức này đang cướp công của người dân. Và theo Facebook của một người giấu tên, thì một nhà báo và là cư dân ở chung cư này, thì băng rôn này có nội dung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường 9, quận Tân Bình, Ban quản lý chung cư The Useful và các mạnh thường quân chương trình gian hàng không đồng hỗ trợ người dân tại địa điểm phong tỏa chung cư The Useful. Và anh này viết trên trang Facebook cá nhân là trên thực tế chung cư này bị phong tỏa nhiều ngày qua vì có ca nhiễm COVID-19 sống ở chung cư và cư dân đã tự lên nhóm Zalo kêu gọi tự nguyện đóng góp để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ những ai gặp khó khăn mà đang bị kẹt lại trong tòa nhà. Việc này theo báo Thanh Niên cũng có bài viết hôm 19 tháng 6 với tiêu đề ấm áp tình người tại chung cư bị phong tỏa.
Và không hiểu vì sao mà vào sáng 24 tháng 6 thì đại diện Mặt trận Tổ quốc phường 9, quận Tân Bình đã đem đến băng rôn in sẵn nội dung như trên, và anh này khẳng định trên Facebook là đương nhiên băng rôn này bị anh chị em của nhóm hậu cần phản đối, không cho treo lên, và đề nghị Mặt trận Tổ quốc địa phương có thể đưa 100 triệu đồng đến đóng góp nhằm hợp thức hóa được nội dung mà các ông bà đã soạn ra và cho in. Và trên fanpage của tổ chức Mặt trận Tổ quốc phường vào hôm 19 tháng 6 cũng cho đăng với các tấm ảnh cho biết là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 9 đã phối hợp với Ban Quản trị chung cư để triển khai về chương trình vận động các hộ có điều kiện về kinh tế sinh sống trong chung cư và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí và hiện vật để mở gian hàng không đồng, cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân. Và ông này cũng cho hai cái tấm ảnh này là của người dân mà được lấy lại và đăng lên fanpage mà không có sự bất kỳ sự xuất hiện nào của Mặt trận Tổ quốc phường. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trung Minh và Julie. Xin kính chào quý vị và các bạn.